Sư sư ông xã con đi làm công ty nào cũng thường bị nhiều người ghét chơi xấu, nhưng đối với những người lớn tuổi trong xóm thì lại quý mến anh ấy rất nhiều. À, riêng con nhìn thấy anh có ưu điểm là thẳng tính, trung thực, không gian tham. Nhược điểm là anh ít biết thương người nghèo khổ, keo kiệt và đa nghi. Xin sư cho con hỏi trường hợp bị nhiều người ghét như vậy thì nên tu như thế nào để nghiệp ác tiêu bớt? Bản thân câu trả lời nó đã nằm ngay trong câu hỏi rồi đó quý vị. Đó là chúng ta thấy được những cái nhược điểm của mình sửa nó thì tự nhiên là nó sẽ thay đổi thôi. Quý vị thấy nó có một cái mà vị này gọi là cái sự thẳng, gọi ưu điểm, thực tế chưa chắc nó đã là ưu điểm. Tức là gì? Thẳng tính, trung thực. Nó chưa chắc nó đã là ưu điểm. Bởi vì sao? Cái người mà mình tạm gọi cái người thẳng tính á, tức là gì? Người ta sai mình nói thẳng người ta sai, hoặc là mình có những cái người ta gọi là chuyện bao đồng, tức là không phải trách nhiệm, không phải nhiệm vụ của mình mà mình vẫn xen vào, thì như vậy đó. Có người thì gọi đó là thẳng tính, nhưng mà có người thì lại coi đó là chuyện bao đồng. Thí dụ như cái chuyện mà người ta làm sai, thí dụ trong công ty đi, đương nhiên là có người này làm sai, người kia làm sai, nhưng mà cái chuyện đó nó có liên quan gì đến mình hay không đó, mà có khi á, người ta không có cần mình góp ý, người ta không có cần mình giúp đỡ, không có cần lời khuyên của mình, mà mình nhảy ra mình khuyên người ta đó, mình nhảy ra mình góp ý á, rồi thì người ta có vừa lòng hay không đấy. Rồi mình nói là mình thẳng tính thì đúng là thí dụ có sai thì nói, nhưng mà quý vị nên nhớ như thế này, trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói có những nơi đó không nên nói về giới, mà anh đem giới ra anh nói, Đức Phật gọi là vụng thuyết. Có những nơi không nên nói về bố thí mà anh đem bố thí ra anh nói, Đức Phật gọi đó là vụng thuyết. Tức là gì? Có những nơi đó người ta không có nhờ mình góp ý, người ta không có yêu cầu mình góp ý đấy, mà mình đi mình góp ý thì tự nhiên là mình kêu người ta ghét mình thôi đấy. Rồi thêm một điểm nữa đó là cái cách, giả sử như cái cách mà chúng ta nói chuyện á, cái người thẳng, người thế gian gọi là thẳng tính, nhưng mà thực tế họ là cái người không có khéo nói. Tức là gì? Nên nhớ như thế này nè, khi chúng ta mở miệng ra chúng ta nói á, làm ơn nhớ giùm sư có 5 điều ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thứ nhất là chúng ta xem coi nó có đúng sự thật hay không, mà cái người này có lẽ là chắc không nói dối rồi đó, theo cái cách góp ý, tức là cái vị này là không có nói dối, nhưng mà phải xem coi cái chuyện đó nó có đúng sự thật hay không. Có những chuyện á, mình thấy như vậy, mình nghe như vậy, nhưng sự thật chưa chắc nó đã là như vậy. Cho nên cẩn thận, mình phải suy xét thông tin đa chiều, chứ không phải là mình nhìn cái gì rồi là mình cũng vội vã mình tin tưởng. Cho nên đầu tiên phải xét coi nó có đúng sự thật hay không. Cái thứ hai là cái chuyện mình nói á, nó có đem lại lợi ích gì hay không. Đem lại lợi ích đây có nghĩa là sao? Người nghe đó, họ có sẵn sàng để họ nghe hay không. Và cái chuyện mà nó có đem lại cái sự góp ý để mà giúp cho người ta tốt hơn hay không, hay là mình nói chỉ cho đã cái nư của mình mà người ta thì người ta lại làm cho đã cái nư của người ta đấy. Cho nên để xem có nó có lợi ích hay không. Cái thứ ba, nó hợp thời hay không, tức là vào cái thời điểm đó, vào thời điểm đó người ta có sẵn sàng để người ta nghe mình góp ý hay không. Mình phải, khi mình góp ý mình phải coi người ta có sẵn sàng để nghe hay không, chứ không phải là mình có sẵn sàng để mình nói hay không. Có khi chúng ta muốn nói, cái miệng chúng ta ngứa lắm chúng ta muốn nói, nhưng mà người ta có muốn nghe hay không lại là một chuyện, mà chúng ta cứ mở miệng ra chúng ta nói đấy. Rồi hơn nữa, khi mà góp ý như vậy đó là chúng ta có biết lựa đúng cái thời điểm, lựa đúng nơi chốn hay không. Có những người khi góp ý với họ không nên góp
ý sửa lỗi chỉ lỗi một người ở đám đông. Nếu anh muốn nhắc ai đó mà người ta sẵn sàng người ta nghe đó, thì cũng nên nhắc ở cái nơi riêng tư thân tình hai người với nhau, và chúng ta nói chuyện góp ý. Em thấy cái chuyện này cũng không có được đó, anh hoặc là chị đó xem coi ra làm sao, thì có khi người ta sẽ sẵn sàng người ta nghe. Chứ còn mà giữa một đám hoặc là giữa thêm một người hai người nữa mình đi mình góp ý với người ta, có phải là người ta sẽ phản ứng trở lại hay không? Cho nên cái chuyện nó bị ghét là đúng rồi. Và cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư là mình xem coi cái lời nói của mình có biết lựa lời mà nói hay không. Người ta nói là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Không phải là mình cứ cái gì là nó sẵn sàng nó trực trở miệng mình là mình cứ phát ra oan oan như vậy. Nên nhớ, cái lời nói nghiêm túc nó khác với nói thô lỗ. Nghiêm túc nó khác với thô lỗ. Và nhiều người nói là vô duyên, vô duyên. Mà mình biết nếu mà mình là nói chuyện không có duyên rồi thì làm ơn đừng có nói. Đấy. Cho nên cái vụ mà thẳng tính trung thực này xưa chưa chắc nó đã là cái ưu điểm nha, nó chưa chắc đã là ưu điểm nha. Rồi và điều cuối cùng, khi chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta có từ tâm hay không? Hay là chúng ta nói bằng tâm sân? Đấy. Cái người mà được đánh giá là thẳng tính và trung thực á, là cái người thường hay đánh giá người khác, dễ chỉ lỗi người khác, dễ chỉ trích người khác. Mà khi anh nói như vậy, anh phải xét coi anh có từ tâm ở trong đó hay không. Khi chúng ta có từ tâm, cái lời nói chúng ta sẽ khác nhiều lắm. Còn khi chúng ta mở miệng bằng tâm sân á, thì chúng ta chỉ chuốc lại bằng tâm sân thôi. Đấy. Và như vậy chúng ta bị ghét là đúng rồi. Nếu như chúng ta có thể mở miệng mà nói chuyện bằng từ tâm, bằng cái lòng thương, bằng tình thương của người mẹ, bằng tình thương của người cha đối với đứa con của mình, bằng cái tình thương chứ không phải bằng tâm sân, thì khi đó hẳn mở miệng ra mà nói. Còn nếu không, làm ơn anh im lặng cho tôi nhờ. Đó là một cách để mà nó bớt cái khẩu nghiệp. Ha. Rồi một cái nữa đó là ít biết thương người nghèo khổ, keo kiệt, đa nghi thì làm ơn sửa lại cái tính đó là được. Đấy. Tập bố thí đi, tập bố thí, tập cho ra đi. Đấy. Nên nhớ mình ăn thì hết, mà người ăn thì còn. Sống ở đời chúng ta đều phải nương tựa vào nhau hết. Cho nên mình không thương người khác thì làm ơn đừng có yêu cầu ai thương mình hết. Chúng ta muốn người ta thương mình thì đầu tiên mình phải thương người ta. Mà nó có một cái bài hát là đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Nó có một cách hiểu khác, đó là đừng yêu cầu người khác phải làm cái gì cho mình, mà mình hãy coi mình đã làm gì cho người ta hay chưa. Khi mình làm cái gì đó cho người ta đó thì người ta mới có cái sự phản hồi lại với mình. Đấy. Mình phải rộng rãi, mình phải thoải mái với người ta thì người ta mới rộng rãi, mới thoải mái với mình. Chứ còn mình keo kiệt là mình không có thương người ta, mình bắt người ta thương mình ở đâu ra. Đấy. Còn cái chuyện đa nghi thì nó là cái hệ quả của những cái vấn đề ở trên. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta sửa đổi những cái chuyện như thế là tự nhiên là nó sẽ bớt thôi. Nó sẽ bớt. Sự tóm gọn lại đó là gì? Thứ nhất là muốn nói chuyện với người khác, chúng ta phải xem chúng ta có đủ năm cái phần mà sư vừa nói hay không. Không nhớ làm ơn quay trở lại nghe lại. Cái thứ hai, muốn chỉ lỗi người khác phải xem coi chỉ nó có đúng cái bổn phận trách nhiệm mình hay không, và mình có chỉ lỗi đúng cách hay không. không nhớ quay trở lại nghe lại. Đấy. Rồi cái thứ ba, mình muốn người ta cho mình cái gì thì mình phải cho người ta được như vậy. Mình muốn người ta thương mình thì mình phải thương người ta. Mình muốn người ta giúp mình phải giúp người ta. Phải biết cho đi, phải biết yêu thương người khác, phải biết xả tài. Thì nhờ như vậy người ta mới có sự phản hồi tốt đẹp lại với mình, còn không thì mình không bao giờ có được những chuyện đó. Đấy.
Thì khi mà quý vị thay đổi được những chuyện đó, nó sẽ bớt nhiều. Còn một cái nữa, có những cái quả báo nó khiến cho người khác gặp mình là ghét, và nếu được thì chúng ta phải sửa. Nhưng mà do cái vấn đề là trong cái người hỏi họ không có đề cập tới, tức là cái người này nè, cái anh này nè, ảnh có giữ giới hay không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Anh có giữ giới hay không? Nếu cái giới hạnh anh có vấn đề thì chắc chắn là anh sẽ chiêu cảm người ta ghét anh. Thứ nhất là cái giới không sát sanh. Nếu như anh không giữ được cái giới này đó, mà anh phạm cái giới không, anh phạm cái giới này, anh đi anh sát sanh đó, thì chắc chắn là sẽ có chúng sanh ghét anh. Tại vì sao? Bởi vì anh đã giết hại sanh mạng của họ, anh đã làm cho chia đàn xẻ nghé, anh đã làm cho con mất cha mẹ, mất con, rồi vợ chồng xa lìa đấy. Cho nên anh chắc chắn anh sẽ bị người ta ghét. Phải xem anh có giữ được cái giới này hay không. Mà vì này nói là không có sân tham thì có lẽ là cái giới không trộm cắp này chắc giữ được ha. Rồi giới không tà dâm, anh có giữ được cái giới đó hay không? Cái đó thì tự anh hỏi, tự hỏi lòng mình đấy. Bởi vì cái giới mà khi chúng ta phạm cái giới này thì cũng sẽ bị người ta ghét. Rồi cái giới không có nói dối, anh có giữ được hay không? À, mà nghe nói cái này là trung thực, nhưng mà cái giới hạn của người đời nó khác giới hạn của đạo lắm. Ví dụ như người ta nói là không có sang tham thì chỉ đơn giản là không có tới mức là trộm cướp thôi, chứ còn không sang tham thì có khi là tham ham những cái lợi nhỏ thì họ không coi đó là tham, không coi đó là sang tham, hoặc là không có nói dối. Không nói dối có là những cái gì mà không thật không có thì mình không có nói, thì chưa chắc, nên phải xem lại coi mình có giữ được cái giới này hay không đấy. Rồi cái giới không uống rượu, thì khi mà anh không uống rượu á thì anh mới có cái trí tuệ để anh nhận thức rõ vấn đề. Chứ có nhiều người sẽ nói là cái đầu họ đó, nói có khi nó mang khẩu nghiệp, chứ đầu họ nó như cái đầu gì đó, nói không có nghe, nó không có nghe, họ không có khả năng tiếp thu, coi như là nói là 10 con trâu kéo không lại họ, nói họ không có khả năng tiếp thu, thì đó là có vấn đề về mặt trí tuệ. Mà anh muốn sửa đó, anh muốn sửa đó, thì anh phải giữ cái giới này. Đấy. Đấy.